huấn luyện viên Park Hang-seo mãn nguyện. Huấn luyện viên Park Hang-seo hài lòng về màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam và kết quả đạt được ở trận đấu với Malaysia. Malaysia luôn là một đối thủ rất khó chơi. Đội tuyển Việt Nam thắng được đối thủ này, tôi rất vui, tôi cảm ơn các cầu thủ. Họ đã nỗ lực hết sức, huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ sau trận đấu tối ngày 12 tháng 12. Nhà cầm quân người Hàn Quốc coi cuộc đối đầu với Malaysia là trận chung kết của bảng B AFF Cup 2020. Chạm trán đội đương kim Á quân của giải đấu, đội tuyển Việt Nam có một màn trình diễn ấn tượng để giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-0. Huấn luyện viên Park Hang-seo từ chối đánh giá về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam sau hai trận đấu đầu tiên. Vị huấn luyện viên trưởng người Hàn Quốc chỉ nhấn mạnh rằng ông rất hài lòng với sự thể hiện của các học trò, không chỉ riêng ở trận thắng Malaysia. Đánh giá sức mạnh của bản thân đội nhà thì rất khó và tôi nghĩ là không nên. Tôi tin tưởng vào các cầu thủ. Họ luôn nỗ lực hết sức và tôi mãn nguyện, hài lòng với nỗ lực của họ. Việc đánh giá sức mạnh của đội tuyển Việt Nam xin nhường cho người khác. Điều quan trọng là tôi luôn tin tưởng và các cầu thủ luôn nỗ lực hết sức, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết. Video, Việt Nam 3-0 Malaysia. Cũng trong buổi họp báo sau trận, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhận được câu hỏi về quyết định lựa chọn thủ môn. Bùi Tấn Trường được ưu tiên ở vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á nhưng Trần Nguyên Mạnh mới là lựa chọn số 1 trong hai trận đấu đầu tiên tại AFF Cup 2020. Giải thích điều này, huấn luyện viên Park Hang-seo nói, đội tuyển Việt Nam có 4 thủ môn, tôi đều tin tưởng họ và sử dụng ai không phải vấn đề lớn. Trận đấu đầu tiên, Nguyên Mạnh chơi an toàn. Trận này tôi được huấn luyện viên thủ môn tư vấn.